Hả? Làm bí ẩn với những cánh cửa, đơn giản triển luôn. Đầu tiên đó chính là những kỷ lục siêu khủng của những cánh cửa. Các bạn thân mến, là một trong những bộ phận gắn liền với ngôi nhà, với tác dụng chính là nơi đi ra đi vào, giảm bớt tiếng ồn, chống trộm cắp, đảm bảo sự riêng tư, hay đôi khi còn là một trong những nét nhấn tạo thẩm mỹ cho ngôi nhà. Về vật liệu làm cửa thì vô cùng đa dạng, từ cổ xưa, nhất là những cánh cửa làm bằng đá siêu chắc chắn, gần gũi hơn với môi trường thì còn có những cánh cửa làm bằng tranh, tre, nứa, lá cho đến gỗ, và hiện đại hơn nữa là sắt, thép hay nhôm kính vân vân. Và nổi tiếng nhất trong đó chính là cánh cửa bằng đồng Florence Battisteri, hay còn được biết đến là cổng thiên đường, được đặt ở lối vào ở phía đông của tòa nhà lục giác Battisteri ngàn năm tuổi ở thành phố Florence của nước Ý. Trên cánh cửa có 28 pano huỳnh trang trí mô tả đời sống của Chúa Kitô do họa sĩ người Ý Lorenzo Ghiberti dành nhiều năm tỉ mỉ khắc chạm. Choáng ngợp không kém thì chính là cánh cửa lớn nhất thế giới, được đặt tại tòa nhà lắp ráp tên lửa của Trung tâm Điều khiển Phóng Tên lửa NASA, với mỗi cửa ra vào có chiều cao ít nhất là 139m, trong khi tượng nữ thần tự do chỉ cao 93m. Qua đó mới đủ hiểu những cánh cửa này to lớn tới mức độ nào. Do tầm vóc khổng lồ nên mỗi cánh cửa ra vào phải mất tới 45 phút để mở ra và đóng lại. Còn để nói về cánh cửa đắt nhất thế giới thì phải gọi tên những cánh cửa xưa ơi là xưa của khách sạn bề thế và sang chảnh bậc nhất khoảng những năm 1883 đến năm 1885 Chelsea. Điều đáng nói là mỗi cánh cửa ở đây đều được làm từ những chất liệu bình thường và trông cũng rất là tàn tạ, nhưng nhìn vào giá của mỗi cánh cửa đều khiến người ta ngỡ ngàng và không tin nổi vào mắt mình. Điển hình chính là cánh cửa hơn 2,4 tỷ đồng được giới thiệu là dẫn vào căn phòng ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan từng sáng tác ca khúc bất hủ Blondie on Blondie. Xếp ngay sau đó là cánh cửa phòng 424 được bán với cái giá chát không kém, đó là 85.000 đô la, tương đương 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một cánh cửa thuộc về căn phòng của nữ hoàng nhạc pop Madonna đã thuê vào những năm 80 của thế kỷ trước cũng được chốt giá 13.000 đô la, tương đương 322 triệu đồng. Ảo thật đấy, thứ mà tưởng chừng đồ bỏ đi này lại được chốt giá lên tới cả 100.000 đô, chỉ nhờ một người nổi tiếng nào đó sờ vào, đúng là đến chịu mấy gu của ông săn đồ cổ luôn. Và tiếp theo là một cánh cửa thần kỳ mà bạn nào cũng mê tít. Thứ hai, bí ẩn cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Ở đây có bạn nào là fan trung thành của bộ truyện huyền thoại Doraemon hay không? Comment ngay món bảo bối của mèo ú mà bạn yêu thích nhất nha. Chứ còn mình là mình mê nhất cánh cửa thần kỳ. Theo đó thì cánh cửa thần kỳ trong những tập đầu của bộ phim đơn giản chỉ là một chiếc cửa màu hồng. Nó cho phép đi tới bất kỳ đâu, kể cả vũ trụ hay đại dương bao la, chỉ bằng một bước chân qua cánh cửa. Còn việc định vị điểm đến một cách chính xác sẽ được cánh cửa lo. Thay vì phải tốn thời gian đi đi về về đến vài ngày trời thì người ta có thể đi bất cứ đâu chỉ trong một cái bước chân. Tuy nhiên dường như kỹ năng như thế này là quá bá, nên ở những tập sau cánh cửa thần kỳ đã bị tác giả Fujiko Fujio thay đổi và chỉ cho phép đi tới những nơi có khoảng cách tối đa là 10 vạn năm ánh sáng. Nếu quá thì bảo bối này sẽ trở nên vô hiệu. Điển hình như là trong tập phim Nobita và Hành tinh muôn thú, Doraemon đã không dám sử dụng nó để đi qua giữa trái đất và hành tinh muôn thú. Và ngoài ra thì cánh cửa này cũng nhiều lần bị hỏng hóc và gây ra rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười. Đôi khi chỉ cần một phút lơ đãng, nghĩ sai vị trí, nó sẽ lập tức dẫn bạn đến một nơi dị thường chưa từng có bóng người, hoặc một chốn cực kỳ phức tạp với đầy dễ nguy hiểm, khiến cho bạn phải vật lộn để có thể thoát thân. Thôi thì nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha. Còn bây giờ, hãy cùng khám phá ngay một trong những cánh cửa xịn nhất thế giới hiện nay. Thứ ba, bí mật về cánh cửa The Beast của Tổng thống. Các bạn thân mến, thân là người đứng đầu về nền kinh tế lớn nhất thế giới nên sự an toàn của các tổng thống Mỹ luôn được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt trong mỗi chuyến công du nước ngoài, bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng được bảo vệ 24/24 với một cơ chế an ninh cực kỳ nghiêm khắc, từ việc di chuyển, ăn ở, đi lại, sinh hoạt ra sao. Và nổi bật trong số đó chính là quái thú The Beast 2.0, được ví như cỗ xe tăng bất khả chiến bại, với một cánh cửa có độ dày lên tới 20cm, kết hợp với kính cường lực dày tới 13cm, nên nó được đánh giá là có trọng lượng nặng tương đương với cánh cửa buồng lái máy bay chở khách Boeing 757. Dày và nặng như thế nên thường thì người ta sẽ không thể nào dùng sức lực tự nhiên bằng tay để có thể đẩy hay kéo cánh cửa như là người ta vẫn thường làm với các xe hơi thông thường. Cánh cửa lại được bọc giáp và nối liền hoàn toàn với cabin xe. Điều này cho phép cửa xe không những chống đạn mà còn có thể đảm bảo việc cách ly môi trường bên trong xe một cách tuyệt đối với bên ngoài để có thể chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Không những thế, khi người lạ có ý định mở cửa xe thì hệ thống sẽ phóng ra dòng điện để hạ gục người này. Và ngoài ra,
Cánh cửa này không hề có lỗ khóa, nhưng làm thế nào để mở được nó ra thì mình cũng chịu. Bởi vì chỉ có những người được giao nhiệm vụ của cơ quan mật vụ Mỹ mới có thể biết được thôi. Đặc biệt, ngoài The Beast, Hoa Kỳ còn nổi tiếng với rất nhiều những cánh cửa xịn sò bất chấp cả bom mìn đạn nổ. Có thể kể đến như cánh cửa siêu xịn sò nặng tới 25 tấn tại khu phức hợp quân sự tại núi Cheyenne của Hoa Kỳ. Và theo đó, hai cánh cửa ra vào tại đây có thể chịu được một vụ nổ 30 megaton. Để có thể dễ tưởng tượng, thì quả bom hạt nhân rơi xuống Nagasaki của Nhật Bản sẽ phải nổ tung tới 1.429 lần mới có thể phá vỡ được cánh cổng này. Ghê chưa, ghê chưa? Tương tự, thì những cánh cửa thép nặng 22 tấn được trang bị trong căn hầm dự trữ vàng lớn nhất thế giới, Fort Knox, Mỹ, kết hợp với hàng rào điện tử trang trí trên mặt đất cũng thách đố mọi nỗ lực xâm phạm của bất cứ ai. Uầy, đúng là cửa do Mỹ sản xuất thì không bao giờ là mình thất vọng. Còn bây giờ, hãy cùng đến với một cánh cửa vô cùng quan trọng mà ai đi máy bay nhất định phải biết. Thứ tư, điều gì xảy ra nếu mở cửa thoát hiểm khi đang bay? Các bạn thân mến, thỉnh thoảng chúng ta vẫn đọc được ở đâu đó những thông tin về một hành khách nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi mở cửa thoát hiểm trên máy bay, khiến cho cả hành khách lẫn phi hành đoàn được một phen hú hồn hú vía. Vậy thì cửa thoát hiểm là gì và điều gì xảy ra nếu như mở cửa thoát hiểm lúc đang bay? Theo tìm hiểu, cửa thoát hiểm trên máy bay được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt khẩn cấp như có khủng bố trên máy bay, có máy bay lao ra chệch khỏi đường băng hay vì một vài lý do an ninh hoặc quy định an toàn trên máy bay mà cơ trưởng chuyến bay sẽ quản lý tình hình để ra lệnh sử dụng cửa thoát hiểm trên máy bay sao cho đảm bảo tối đa sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn. Qua đó có thể thấy, cửa thoát hiểm là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên máy bay và không phải ai cũng có thể ngồi ở khu vực này hoặc sử dụng cửa thoát hiểm tùy ý. Còn trong trường hợp ai đó tay nhanh hơn não mà tự ý mở cửa này lên thì có lúc áp suất trong cabin sẽ bị giảm tức thì, mặt nạ dưỡng khí thả ra để hành khách sử dụng và bạn có 15 giây để đeo mặt nạ dưỡng khí. Nếu không, ở độ cao 11 km, nhiệt độ sẽ rất lạnh, khoảng âm 26 độ C sẽ khiến cho bạn bị tê cóng và lìa đời ngay sau đó nếu như chưa kịp đeo mặt nạ dưỡng khí. Còn nếu kịp xử lý mặt nạ thì thời gian sống sẽ lâu hơn. Đen hơn là nếu bạn không cài dây an toàn thì chưa cần đến 1 phút 30 giây, bạn sẽ bị hút ra khỏi ngoài máy bay và giống như trong các bộ phim hành động của Mỹ. Nên nhớ, độ cao an toàn để mở cửa thoát hiểm trên máy bay là 3 km, độ cao an toàn để con người hô hấp bình thường. Do đó đừng tự ý trêu đùa tính mạng của bản thân và những người khác chỉ vì tính tò mò của mình nha. Và ngay bây giờ là một cánh cửa đáng sợ mà nghe đã thấy ghê rồi đấy. Thứ 5, cánh cửa ma ám. Các bạn thân mến, ngôi nhà xa hoa có tuổi đời 133 năm này chính là một trong top 10 ngôi nhà ma ám hàng đầu thế giới được tạp chí Time bình chọn. Theo đó, Worcester Monastery là một trong những ngôi biệt thự được xây dựng bởi Sarah Winchester, một quả phụ thừa kế số tài sản khổng lồ từ gia đình nhà chồng. Ngôi nhà tọa lạc bên cạnh một đường cao tốc lớn ở San Jose, California của Mỹ. Tương truyền sau khi kết hôn, Sarah sinh được một cô con gái kháu khỉnh, nhưng bé lại không may chết sớm. Không lâu sau đó, người phụ nữ này phải đối mặt với khủng hoảng vì cái chết của chồng. Nỗi đau, xen lẫn sự sợ hãi, Sarah tìm đến thầy bói để tìm nguyên nhân. Hóa ra bấy lâu nay, gia tộc Winchester đang bị ám ảnh bởi những hồn ma của các nạn nhân bị chết bởi khẩu súng do chồng bà chế tạo ra. Nên để bảo toàn mạng sống, Sarah phải xây một căn biệt thự để đánh lạc hướng chúng. Do đó, kể từ khi xây dựng đến nay, công trình này vẫn luôn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trên thế giới. Không chỉ bởi những lời đồn thổi, mà còn bởi thiết kế kỳ lạ với những lối đi bí mật, cầu thang chẳng dẫn tới đâu hay 2.000 cánh cửa mở ra khoảng không vô nghĩa. Có một số cánh cửa dẫn thẳng ra ngoài trời nhưng không có ban công ngoài cửa sổ. Nếu không cẩn thận, ngay khi bước ra thì bạn sẽ rơi thẳng từ tầng 2 xuống tầng 1. Đáng sợ, đây không phải là cánh cửa duy nhất trong căn nhà này. Ui, chẳng lẽ cánh cửa này cũng bị ma ám luôn rồi hay sao? Ghê quá đi mất. Và để cho bớt sợ thì ngay bây giờ hãy cùng sang ngay Trung Quốc để khám phá cánh cửa bí ẩn nhất nơi đây. Thứ 6, cánh cổng bí ẩn nhất Tử Cấm Thành. Là fan cứng của những bộ phim lịch sử Trung Hoa, ắt hẳn các bạn không còn xa lạ gì với cái tên Tử Cấm Thành, nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và Thanh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Do đó, cung điện hoàng gia tráng lệ này trở thành nơi lưu giữ nhiều bí mật về cuộc sống của nhà vua, triều đình và hậu cung. Một trong những bí ẩn khiến cho hậu thế tò mò nhất là cánh cửa bị niêm phong trong hơn 100 năm qua nằm tại khuôn viên di tích Thiên Đàn ở phía nam cung điện hoàng gia này. Và cho đến nay thì chỉ duy nhất hoàng đế Càn Long của nhà Thanh từng bước qua cánh cửa đặc biệt này trong cố cung, và điều này khiến cho công chúng càng tò mò hơn về bí ẩn được che giấu sau đó. Mãi cho đến gần đây, các nhà khoa học mới giải mã được bí ẩn nhờ tấm bia đặt ngoài cổng.
Té ra thời phong kiến, thiên đàn là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện lễ tế trời đất nhằm cầu bái thiên địa và thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mà đường từ chánh điện tới thiên đàn quá xa, chưa kể lúc đó vua Càn Long cũng đã ngót nghét 70 mùa khoai sọ, đi lại cũng không còn vững như xưa, nên vào năm 1779, quan chức Thái Thường Tự đề nghị xây một cánh cửa ở phía tây Hoàng Càn Điện để rút ngắn quãng đường nhà vua di chuyển. Sau này, vì không muốn con cháu lười biếng trong quá trình thực hiện lễ tế, nên vua Càn Long lệnh cho khắc dòng chữ Cổ Hy Môn để làm tên cổng. Và tên gọi này hàm ý là những người dưới 70 tuổi thì không được đi qua. Đen một cái là sau vua Càn Long thì không có hoàng đế hay con cháu hoàng tộc nào sống thọ qua 70 tuổi. Vậy nên chỉ có hoàng đế Càn Long từng đi qua cánh cửa này thôi. Tuy nhiên thì bí ẩn nhất phải kể tới những cánh cửa của người ngoài hành tinh đáng sợ sau đây. Thứ 7, thứ hư về cánh cửa của người ngoài hành tinh trên sao hỏa. Có thể nói, sao trái đất, sao hỏa chính là hành tinh được nghiên cứu nhiều nhất trong hệ mặt trời. Đặc biệt là với những người đam mê khám phá sao hỏa, chắc chắn sẽ rất thích thông tin đã được NASA công bố. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, NASA đã bất ngờ đăng tải hình ảnh do robot Curiosity chụp lại. Đó là cấu trúc có hình dạng tựa như cánh cửa nhỏ khoét sâu vào đá sao hỏa, với kích thước 30cm x 45cm, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới cánh cửa tại các hầm mỏ hay nhà ở được khoét vào núi trên trái đất. Thậm chí nhiều ý kiến còn khẳng định đó là lối vào nhà của người ngoài hành tinh, hoặc có lẽ là một cánh cổng dẫn đến một vũ trụ khác. Còn ý kiến khác thì cho rằng có thể là sự tình cờ của một cấu trúc địa chất có thể xảy ra trên cả sao hỏa và trái đất bất kỳ lúc nào trong vài trăm triệu năm qua. Còn các bạn, ý kiến của các bạn thế nào về cánh cửa đặc biệt này? Hãy comment suy nghĩ cho mọi người biết nhé! Và cuối cùng là những lưu ý rất quan trọng khi mà chúng ta dùng cửa, bạn nhất định phải biết. Thứ 8, những luật cấm bá đạo khi dùng cửa. Các cụ nhà ta ngày xưa đã dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, do đó những cánh cửa cũng phải biết kiêng kỵ đấy nha. Điển hình chính là trước khi đi ngủ, người xưa cấm luôn việc mở cửa sổ và cửa lớn ra vào phòng ngủ, bởi việc này sẽ khiến cho năng lượng tích cực ở trong phòng có thể thoát ra ngoài, và đêm cũng là lúc âm thịnh dương suy, nhiệt độ thì thấp hơn, năng lượng xấu sẽ dễ tiến nhập vào trong phòng, khiến cho người ta có cảm giác bị sợ hãi, mất ngủ và dễ nhiễm bệnh hơn bình thường. Chưa kể khi mà đóng cửa thì các bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn, thoải mái hơn và tâm cũng tĩnh lặng hơn. Ngoài ra, đối với những bạn nhỏ khi ở nhà một mình thì Kính Lúc cũng khuyên là các bạn nên đóng hết cửa lại cho an toàn, bao giờ bố mẹ về gọi cửa thì mới được mở, và tuyệt đối không được nghe người lạ dụ dỗ mở cửa ra, chứ không là dễ bị bắt cóc lắm đấy. Vậy nên các bạn đừng quên comment không mở cửa cho người lạ để nhắc nhở chính mình nhé. Hello các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khám phá được rất nhiều những bí ẩn liên quan đến rất nhiều những cánh cửa. Thật không thể tin được rằng trên đời này có rất nhiều những cánh cửa kỳ lạ và bí ẩn đến như thế đấy. Và các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem xong video này? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.